Kim Liên Chúa, Hải Pháo Yếu Chú, Hải Phòng, Đức Đại Phòng đâu nhỉ? Thành phố. Đó gọi là Đức Đại Hải Phòng nhá. Đức Đại Thành phố đấy, còn Đức Đại Hải Phòng. Đức Đại Hà Nội thì gọi là Khớ Nề, Yếu Chú. Nha. Đúng rồi. Nào đây là gì ạ? Tinh Trạng. Tàu điện ngầm. Rồi. Đây là gì ạ? Điện viên. Nào mình nhìn nhớ một động từ sai này. Đọc đi. Trung Quốc Ngân hàng Trung Quốc rồi này là gì nào? Trung Quốc ở Ngân hàng Trung Quốc rồi. Rồi. Ở Ngân hàng Trung Quốc ở đối diện rồi. Ở nhà hàng Xuyên. Đúng rồi. Động từ sai nhá, nghĩa là trong câu luôn luôn trong câu hỏi cái gì đó ở đâu luôn luôn phải có động từ sai, nhập cái đó mất sai cũng được, được chưa? Câu thứ hai nào? Câu thứ hai đi đọc nào? Đi đọc là gì? Bảy Trinh Phương Tiên Trai nhỏ. Bảy Trinh Phương Tiên Trai Rồi Mình Quảng Trọng Phu Chim. Rồi là gì ạ? Tiệm nhà sách Bắc Kinh ở đâu? Rồi. Nhà sách Bắc Kinh ở Quảng Trường Nhân ở gần Quảng Trường Nhân Dân. Chính xác rồi, cô ba chị đi nhỉ? Cô ba Quán Gia Chuyến Trai Châu Sư Trai Nở. Chuyến Trai Châu Sư Trai Su Đen Tư Men. Rồi là gì ạ? Siêu thị siêu thị ở đối diện đúng không? Siêu thị không ở. Rồi. À, nhìn cho số điện thoại. Để cho Đoàn Tư Sinh. Là dạ, Đoàn Tư Sinh. Rồi, Xiao Xin, đọc tên là Xiao Xin. Nhìn cho số điện thoại. Tôi叫 茶江，你叫什么名字？有病！等，我叫阿和。阿和 ，OK， 你叫什么名字？我叫方秀美容，美容小容啊，叫小容。对的，茶江在你的左边吗？
江在你的左边吗？茶江在你的左边吗？左边。对的，对的。对的 ，OK。阿全在你的后面吗？刘乐后面。对。对的啊。梁荣在你的左边吗？对的。对的。这阴阳呢？滚！那那啊，小妹在你的左边吗？左边。小妹在你的左边吗？对的。对的。有点像密友。谁在你的左边？谁在你的左边？谁爱什么人在你的左边？什么人爱的？阿谦。阿谦。阿谦在我的。左右边，左边的谁在你的右边？谁在你的右边？谁？那边谁？不不不不不不不不不没有没有，我好像没眨眼，所以没眨右边，没眨右边的啊。眨那边那个谁那个？右边吗？右边。谁在你右边？对不起，对不起。阿亮，凤仪姐。阿江，要阿江，小乔，小乔，阿江，阿江，阿江在你的，谁在你的右边？阿江，是阿江，忘了阿江在我的右边。那你们 M 好两个，然后江姐嘞？江姐，刘旺，江姐的几三啊？刘旺，谁在你的对面？啊，有点对。谁在你对面？老师，老师。OK， 在到，在哪里？在哪里？在哪里？在对，我老师，我老师，我老师在对面。我老师在我的对面，在我的对面，谁在你旁边？谁在你旁边？这个几个人嘛？这个几个人？赶紧，因为我在几个人。阿和在旁边，在我的旁边，在我的旁边。对，你的旁边有谁？你的旁边有谁？没有。没有。没有。OK。我们这个很棒的，对不对 ？OK， 保持住，也也迈一个声音，念好，别把谁念对，记住。然后爱老娘，我来下去了，爱老弟，你念了。就场就在教室对面。哦，老弟。冷谈。哦，冷谈。哦，爱的。都哦，爱的，怎么了？装懵的，都嘛，都是流露，就那就在。那过海呢？过海啊，用阿咪。那就是北京大学。对。那是谁的手机？那是谁的手机？那是啥的？那是谁？那是谁的手机？手机哪里？那是谁的手机？谁的手机啦？电话乖。谁的爱？谁的手机的电话乖？那那是谁的手机啦？那是谁的手机？那是我的同学的手机吗？我同学的手机，对。那是谁的手机？
电脑，那是谁的手？谁的手机？哼，包包里，那是谁的包包？那是谁的包包？那是包包。那是我同学那的包包。那你把证明卡包包笔记本电脑是谁的？笔记本电脑是谁的？朋友，笔记本电脑是谁的？啊，手提电脑了吗？笔记本电脑不光拿得多，你们刚才看了手提电脑，手提电脑在哪儿？好了，手提电脑是谁的？手提电脑是谁的？我老师的。笔记本电脑在哪儿？手提电脑在哪儿？手提电脑在哪儿？给奶奶听。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn。
chợ mình đi chợ nhà mà mà chị mà chị mình đi chợ mình bán là cái là gì cơ chợ mình chợ phụ trên gạo y hàng mà nơi là gì ạ chợ tiểu minh gần đây quá nên là không đúng rồi nhiều nhiều y cơ là y gia y y y gia y gia trung quốc nhật bản là gì ạ có một em nhận đơn hàng chị sao rồi tiếp theo Hiểu với Hiểu bảy trinh bình thám thôi à, có ngân hàng Bắc Kinh có đấy không? À có ngân hàng Bắc Kinh không? Rồi tiếp ạ mấy không có tiếp ạ bạn đã được gấp trên dưới đi chung của diễn thán trai nạ ngân hàng Trung Quốc ở đâu? Chúng 竹槐再往竹槐再往竹槐有一家饭店有一家银行就在饭店对面对我在讲都人讲都我在讲手法呀你买一直在一直在一直在一直在一直在一直在一直在一直在không quan trọng đâu cái có một nhà hàng có một nhà hàng có một nhà hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng đối diện nhà hàng đối diện nhà hàng ở ngay ở ngay đúng rồi không hiểu không không hiểu thật đi không hiểu luôn đấy không hiểu thật á đi về lại em này học có thấy tập trường học về em đã sư sư sang fan tên mà à fan tên mà vâng không phải fan tên mà fan tên chỉ cần có tiếp hơi ngắn phu phu chi sư phải đọc hết luôn đi đọc hết luôn sư sư ta lơ xe xe phu khơ chi ta thua rồi ok ok như thế vừa dịch nó là trả lời hỏi phu chi có ý thắng không có ý thắng hay quay hết thua đúng rồi gần đây có thử thách không? Chưa.
Dầu y cha chu tiên gần đây có hết một chữ các mọi chu tiên cha là ai nói sai rồi Chúng ta
不远。对，很近的吗？很近吗？近不近？近不近？大姐，不管了。那是哪里？嗯，高中。近近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 。近有点呐、啊，对、嗯，有点近。OK， 拿麦改名的同事说去。把同事说去。一点、啊。后面非常同事得很同事得。哟，哎，我们今天干嘛？嗯 ，OK， 我们明天跟我们好班来呀。拜拜，咱们到明天，对不对？còn buổi sau thì sau bài mới, buổi sau mọi người chuẩn bị bài trước sinh nhật của bạn. Xin chào. Xin chào.